Xin chào, mời các bạn cùng mình làm món miến hấp cua cực dễ và nhanh nhé. Mình dùng 200g miến rong ngâm ngập trong nước ấm cho miến mềm ra, ngâm khoảng từ 10 đến 15 phút là được. Mình sẽ thái nhỏ rau mùi, cắt khúc và chẻ mỏng hành lá. Tỏi và hành tím thái mỏng, một chút nữa mình sẽ dùng tới để phi dầu cho nó có mùi thơm. Miến vớt ra khay hấp, cắt ngắn cho sợi miến vừa ăn, rồi nêm vào đó 2 tablespoon nước tương, 2 teaspoon hạt nêm. Mình dùng hạt nêm gia vị gà hoặc là gia vị hải sản nhé. Trộn đều các cái gia vị cho nó đều vào miếng miến. Mình dùng càng cua Alaska đã được làm chín sẵn từ trước cho món miến hấp. Các bạn có thể thay thế bằng cua biển hoặc là tôm tươi thì cũng đều rất là thích hợp. Mình cắt khúc càng cua rồi cắt mở một mặt của ống càng, xếp cua vào trong khay hấp với phần mặt cắt mở vỏ quay lên trên. Nếu dùng cua biển tươi mình cũng làm tương tự, còn dùng tôm thì mình để nguyên vỏ rồi chẻ đôi ở phần sống lưng, giữ lại phần đuôi tôm thôi. Thịt cua biển có vị mặn sẵn nên mình không nêm thêm gì vào cua, chỉ nêm gia vị vào phần miến thôi nhé. Bây giờ thì cho vào lò hấp trong 20 phút là được rồi đó. Khi miến hấp gần xong thì mình sẽ phi thơm hành tím và tỏi. Miến hấp đã chín, mình lấy ra rồi rắc rau mùi lên trên. Hành lá chẻ thì mình cho vào dầu hành phi, rồi dưới cái dầu hành nóng mới lên trên khay miến cua. Wow, thơm cực, mùi rất là hấp dẫn đấy.
thêm tí hạt tiêu xay cho càng ngon hơn nhé. Mình thích rắc thêm cả nhiều hành phi và tỏi phi giòn lên trên nữa. Xong rồi đây, xem nào. Nhìn cũng rất gia vị và này nọ đấy nhá. Miến chín mềm mại mà sợi vẫn dai. Bình thường chỉ cần làm một khay này là đã xong một bữa trưa nhanh cho cả nhà rồi đấy. Mời mọi người nha.